Trái tim con gái đôi khi bướng bỉnh lạ lùng. Người thương mình thì mình chẳng thương, cứ mãi bận lòng vì những kẻ không thương mình rồi lại tự làm mình đau. Đã bao giờ bạn tự hỏi người thương mình và người mình thương khác nhau thế nào chưa? Hãy cùng lắng nghe lá thư tâm sự của Mai gửi đến Blog Radio nhé. Cho đến bây giờ thì em đã hiểu ra rằng người em thương và người thương em thật sự khác nhau nhiều quá. Người em thương cho em hiểu thế nào là cố gắng theo đuổi một người dù chẳng biết kết quả sẽ ra sao. Đơn phương ôm lấy những tia hy vọng mong manh và đoạn tình cảm nên đành tự mình chấp vá, là những lần buồn đến nức toạc lòng nhưng vẫn mỉm cười rồi nhớ lại những phút vui hiếm hoi. Mà tự an ủi chính mình, không sao đâu, dù gì cũng đã có những khoảnh khắc rất hạnh phúc. Người thương em mang lại cho em cảm giác yên bình, an toàn và ấm áp, điều mà người em thương không làm được, hay đúng hơn chính là không muốn làm. Dù bận rộn đến mấy, người ấy vẫn thu xếp một khoảng thời gian dành riêng cho em, chỉ để hỏi thăm vài câu đơn giản nhất và không quên chúc em ngủ thật ngon sau một ngày dài đằng đẵng. Anh ấy còn bảo mình sẽ là người kết thúc tin nhắn của hai đứa vì anh không muốn để người con gái có cảm giác bơ vơ. Rảnh rỗi là anh ấy tranh thủ nói chuyện với em ngay vì em đã trở thành ưu tiên số 1 của người thương em. Anh ấy đã lấp đầy những khoảng trống cô đơn trong trái tim của em bằng tình yêu thương và sự thấu hiểu vô bờ. Người thương em tâm lý đến mức khiến em cảm động phát khóc. Không ngờ trong cuộc đời bao la, rộng lớn này lại có một người lo nghĩ về em nhiều đến thế. Người em thương chưa một lần chủ động nhắn tin cho em, thậm chí không để lại bất kỳ tương tác nào ở những bài viết em đăng tải lên mạng xã hội. Em đã ngây ngốc chờ đợi hết lần này đến lần khác, nhưng kết quả mang về chỉ toàn là lặng thinh. Đã hàng ngàn lần em tạo ra lý do bào chữa cho sự vô tâm của anh, cũng như lấy cớ để bản thân tiếp tục tin tưởng một cách mù quáng vào sự phát triển của tình yêu này. Em đã nghĩ rằng anh thực sự rất bận, hoặc anh không có thói quen tương tác trên mạng, hoặc bài viết của em đã bị trôi đi đâu mất. Thậm chí em còn ảo tưởng rằng anh như nam chính ngôn tình, vẫn âm thầm đọc những dòng trạng thái của em không sót một dòng nào. Và hằng ngày anh vẫn ra vào trang cá nhân của em trong lặng lẽ. Nhưng buồn là em có lẽ là chẳng phải nữ chính ngôn tình trong câu chuyện đời anh. Người thương em thì lại trái ngược hoàn toàn. Anh ấy theo dõi và tương tác với mọi hoạt động trên mạng của em, thậm chí còn là người bấm thích đầu tiên. Sau cùng em rút ra cho mình kết luận rằng khi người con trai thích bạn, anh ấy sẽ quan tâm từng chút một về bạn. Và phía anh ấy cũng muốn để lại dấu hiệu cho người con gái biết rằng anh ấy để ý bạn rất kỹ. Người em thương lắng nghe những câu chuyện em kể một cách rất qua loa và hồi âm bằng vài dòng tin nhắn cục ngủng, đại khái để cho xong chuyện. Có thể chỉ vài giây sau, anh ấy sẽ quên hết những điều em nói, những lời em dặn, và em chỉ biết giận dỗi rồi tự vỗ về mình bằng câu nói: anh là đồ não cá vàng, em không chấp. Người thương em thì lại sẵn sàng chia sẻ và thoải mái đưa ra lời khuyên cho em đối với mọi vấn đề trong cuộc sống. Khi nói chuyện với anh ấy, em không cảm thấy bản thân phiền hà vì em biết rằng đằng sau chiếc màn hình kia cũng có một người thật tâm muốn ngồi lại bên em và nghe em nói, dẫu đó là những câu chuyện vụn vặt, không đầu không cuối và dở hơi biết bao. Những điều em nói về em, anh ấy luôn nhớ kỹ. Những lời em căn dặn, anh ấy khắc ghi và cố gắng sửa đổi. Anh ấy chấp nhận thay đổi vì một người con gái bình thường như em. Bởi thế mới nói con người cứ luôn mắc kẹt trong vòng tròn luẩn quẩn mà rất khó tìm ra lời giải chính xác. Người ta thương và người thương ta. Ta quá ích kỷ với bản thân mình khi thà chịu đau đớn để đổi lấy vài khoảnh khắc hạnh phúc bên người ta yêu, chứ nhất quyết không chịu mở lòng ra để đón nhận một tình yêu mới, dù trong lòng hiểu rõ nó êm đềm, trọn vẹn và an yên hơn tình cũ. Phải chăng con người có xu hướng bấu víu vào những điều đã cũ vì sợ sau này mình sẽ không còn có cảm xúc tương tự như thế nữa? Ta mãi miết chạy theo trò chơi cảm xúc, điên cuồng lao về một phương mà lãng quên mất một điều, phía sau ta vẫn còn có một bến bờ bình yên đang kiên nhẫn chờ đợi ta quay về khi chân đã mỏi, nước mắt đã cạn. Ta đã tước đi quyền xứng đáng được hạnh phúc của chính mình và làm khổ cả những người thương ta thật lòng. Ta chần chừ không dám bước lên một bước dù người kia đã bước 999 bước còn lại. Có người nói rằng tuổi trẻ phải khờ dại và bướng bỉnh một chút thì thanh xuân mới rực cháy và đáng nhớ. Do vậy ta chấp nhận dầm mình trong những cơn mưa rào lạnh buốt trái tim, mặc cho nước mưa hòa tan cùng những giọt nước mắt mặn chát, mà không thèm núp mình vào vai người nào đó dưới chiếc ô kia. Nhưng xin hãy nhớ cho, thế giới này có biết bao người, nhưng định mệnh lại sắp xếp cho chúng ta gặp đúng người ấy vào thời điểm ta tưởng chừng lâu đài tình yêu nguy nga
đã sụp đổ trước mắt. Đời người không dài, tuổi trẻ càng nhanh chóng qua đi. Vậy thì tại sao không nắm lấy mối nhân duyên tốt đẹp ấy để cho cả hai một cơ hội được hạnh phúc? Vì có những người một khi bỏ lỡ thì mãi mãi không tìm lại được. Nếu không biết trân trọng, tình yêu ấy sẽ sớm tuột khỏi tầm tay như cánh bồ công anh chao đảo trong gió. Đừng lãng phí thời gian cho những người không xứng đáng. Đừng tự đày đọa bản thân bởi những vết thương sâu hoắm. Chúng ta cần biết trân trọng hiện tại và lắng nghe con tim mình nhiều hơn. Hãy để nó lên tiếng và giải phóng ta khỏi những buồn bã trong quá khứ. Ai trong số chúng ta cũng đều xứng đáng được hạnh phúc. Bàn tay hao gầy của em rồi sẽ được lấp đầy bởi một bàn tay ấm nóng khác. Trái tim này sẽ lại sống dậy từng nhịp yêu thương. Đôi môi này sẽ lại rạng ngời vì hạnh phúc. Và biết đâu một ngày nào đó, người thương em cũng sẽ trở thành người em thương cả một đời thì sao? Bạn vừa lắng nghe lá thư Hãy trân trọng chàng trai thương em được gửi đến bởi Mai. Bạn thân mến, là con gái thì hãy yêu một người đàn ông trưởng thành. Đừng bao giờ cố chấp ở bên một kẻ vô tâm. Bạn sẽ chẳng nhận được điều gì ngoài sự buồn tủi. Yêu một người trưởng thành là cảm giác thế nào? Hãy lắng nghe lá thư tâm sự được gửi đến từ bạn Yên Kha nhé. Tôi với người vốn chẳng quen biết nhau từ trước, chỉ là trong khoảnh khắc cùng chạy bộ trên một con đường, ánh mắt của cả hai vô tình chạm vào nhau và trái tim tôi lúc ấy có chút ngập ngừng, bối rối. Tôi chẳng hiểu tại sao ánh mắt của người lại thu hút tôi đến vậy. Ánh mắt như ẩn chứa những điều làm người ta cảm thấy tò mò, thầm mến, muốn được tìm hiểu nhiều hơn. Có những lúc cảm nhận như tôi và người rất quen thuộc bởi chúng ta đã vô tình chạm mặt nhau vô số lần. Thế nhưng cả hai chỉ ngượng ngùng, e thẹn bước qua nhau, chưa nói với nhau một lời bày tỏ yêu thương. Rồi bỗng dưng đến một ngày, người xuất hiện trước mặt tôi với vẻ ngoài khác với những lần tôi từng thấy trước đó. Người chỉnh chu, gọn gàng với chiếc áo sơ mi trắng và chiếc quần jean xanh. Tôi vẫn còn nhớ như in cái cảm xúc khó tả của ngày hôm ấy. Đôi bàn tay của người có chút run run, nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé của tôi. Người nhìn tôi với ánh mắt ân cần, trìu mến, rồi cất giọng ngập ngừng. Em à, em cho anh cơ hội được quan tâm chăm sóc em nhé. Người bảo với tôi, không biết từ lúc nào nữa, người cảm thấy thích tôi, muốn được bảo vệ tôi. Dù cho có bất kỳ chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, người tin người có thể ở bên cạnh nắm chặt tay tôi, cùng tôi vượt qua tất cả, sẽ không để tôi cảm thấy một mình. Trái tim tôi lúc đấy đập loạn nhịp, khuôn mặt đỏ ửng, còn miệng thì nở một nụ cười thẹn thùng. Tôi có cảm giác rụt rè khi đang đứng đối diện với người, và tự dưng tôi lúng túng chẳng cất nên được lời nào. Tôi tự hỏi chính bản thân, có phải mình đã chờ đợi lời ngỏ của người con trai này từ rất lâu phải không? Có phải người đang đứng trước mặt mình cũng ngày đêm mong nhớ được thấy, được gặp mình không? Bất chợt niềm hạnh phúc trong trái tim tôi dâng lên, niềm hạnh phúc như một tia sáng thắp lên trong tâm hồn nhiều suy tư, trống vắng. Tôi đã gật đầu đồng ý lời bày tỏ của người và chúng tôi trở nên thân thiết, san sẻ với nhau mọi chuyện vui buồn kể từ hôm ấy. Khác với những người con trai tôi từng quen biết, người có những nét đặc biệt trong tính cách lẫn trong suy nghĩ khiến tôi cảm thấy thật gần gũi và được chia sẻ. Người chững chạc, điềm đạm và luôn cho tôi những lời khuyên chân thành trước những vấn đề mà tôi chưa thể tìm ra cách giải quyết. Người không quấn quýt, nhắn tin hỏi thăm tôi cả ngày, nhưng mỗi lần tin nhắn gửi đến tôi đều là những dòng chữ rất thật, rất tình cảm. Lời nói của người khi nào cũng đi kèm với hành động. Như cái hôm tôi bị ốm nặng nhưng chỉ có một mình ở viện, người đã bỏ hết mọi công việc đang còn dang dở để đến chăm sóc cho tôi. Với tôi, người rất đặc biệt, người luôn dịu dàng và bao dung trước tất thảy những thói quen ngang ngược, bướng bỉnh của tôi. Người dỗ dành, chiều chuộng tôi giống hệt như tình cảm yêu thương của một người ba dành cho đứa con của mình. Tôi cảm thấy mình thật bé bỏng trong mắt người. Cảm ơn vì những lúc tôi tưởng chừng như sẽ gục ngã, người vẫn luôn che chở, an ủi tôi, cho tôi mượn gối vai để tựa đầu vào ngủ. Cảm ơn người đã để tôi được sống đúng với tính cách của mình, đã không bắt tôi phải thay đổi bất cứ điều gì. Có chăng những thay đổi của tôi đều tự tôi cảm thấy không ổn, cần phải chỉnh để bản thân trở nên tốt hơn, để người không còn cảm thấy lo lắng nữa. Ngày hôm ấy, nếu người không xuất hiện, có lẽ tôi vẫn mãi loay hoay trong vòng luẩn quẩn của chính mình, chẳng thể nào thoát ra được. Ngày hôm ấy, nếu người không xuất hiện, trái tim tôi sẽ cảm thấy cô đơn và những nỗi niềm riêng sẽ mãi được giấu kín. Cảm ơn người đã đến bên tôi, làm cho trái tim này trở nên vui vẻ, ấm áp hơn giữa nhiều lo toan, mệt nhọc của cuộc sống. Tôi và người, cả hai chúng ta chẳng thể biết được khoảng thời gian tương lai sắp đến sẽ như thế nào. Theo năm tháng, niềm hạnh phúc đó có mãi vẹn nguyên và đậm thắm như những ngày mới bắt đầu. Cả
Cả hai người chúng ta vẫn không tài nào đoán được. Chỉ là ngay lúc hiện tại, tôi cảm thấy thật vui vẻ khi được ở bên cạnh người. Và tôi tin người cũng có cảm giác như thế. Dù rất nhiều sự lựa chọn, chúng ta đã chọn nắm chặt tay nhau, cùng nhau cố gắng, cùng nhau sẻ chia những buồn vui của cuộc sống. Khi ở bên một người con trai trưởng thành, tôi cảm thấy thật hạnh phúc, bởi tôi không cần phải gắng gượng để thành người lớn nữa. Với người, tôi sẽ mãi bé nhỏ như thế. Hứa với nhau, dù phía trước có những khó khăn như thế nào đi nữa, người sẽ luôn mạnh mẽ, kiên trì vượt qua và luôn tin tưởng rằng tôi vẫn ở bên cạnh lo lắng, săn sóc cho người. Tôi gọi người là thiên thần may mắn mà cuộc đời đã yêu thương ban tặng cho tôi. Cảm ơn người vì tất cả những điều tốt đẹp đã dành cho tôi. Và tôi muốn nói cho người biết rằng cảm ơn vì đã luôn nắm chặt tay em. Bạn thân mến, trong cuộc đời này, cái gì cũng có giới hạn, kể cả tình yêu. Một người luôn bao dung, tha thứ cho bạn không có nghĩa rằng họ sẽ mãi yêu thương bạn một cách bất chấp. Có những buổi sáng thức dậy chợt thấy lòng hết yêu, thế là chia tay. Nhưng chẳng có điều gì xảy ra mà không có nguyên nhân của nó. Tình yêu là cả một quá trình vun đắp, chứ không phải là những hối hận chắp vá sau những lỗi lầm. Mở đầu chương trình, mời bạn lắng nghe lá thư "Đừng để sự vô tâm giết chết tình yêu", được gửi đến từ bạn Mia Chan. Tôi đã từng là một kẻ rất cố chấp trong tình yêu. Cách đây nhiều năm, tôi đã từng yêu một người rất nhiều. Tất nhiên khi yêu nhau, mọi cảm xúc yêu thương, giận hờn đều có. Tôi đã làm tổn thương người ấy, người ấy cũng đã làm tôi rất buồn. Tôi nhận ra cả hai không hợp nhau, nhưng mọi lỗi lầm, sai trái của người ấy tôi đều bỏ qua, thậm chí là tự bao biện cho họ. Giờ nghĩ lại thì thấy mình ngu ngốc, nhưng hồi đó ai nói gì cũng kệ, chỉ cần người ấy vẫn xuất hiện, không xa tầm mắt mình là được. Nhưng thật sự, người ấy không tốt chút nào, thản nhiên làm mọi việc theo ý mình, thản nhiên làm tổn thương tôi. Người ấy biết tất cả những việc tồi tệ của mình, nhưng luôn tự cao tự đại cho rằng làm vậy sẽ không sao hết, vì tôi sẽ luôn bao dung cho mọi lỗi lầm. Đến một ngày, chỉ sau một đêm, tôi không còn cảm thấy yêu thương người đó nữa. Điều đó khiến chính tôi cũng ngạc nhiên. Người tôi từng muốn kết hôn, giờ tự nhiên tôi cảm thấy rất muốn xa người ấy, sợ cả những cái ôm của người ấy. Lúc đó tôi cũng rất hoang mang, sao có thể như vậy? Tại sao khi người ấy bắt đầu thay đổi thành người dịu dàng, chăm sóc tôi hết mực, thì tôi lại thay đổi? Lẽ nào tôi không yêu người đó nhiều như tôi nghĩ? Tôi đã im lặng và trốn chạy, đã đi du lịch xa một mình để xem lại cảm xúc của mình. Lẽ ra tôi phải vui vì sự thay đổi của người ấy chứ? Tại sao lại là cảm giác chối bỏ và hết yêu? Tôi đã không liên lạc, biến mất khỏi cuộc sống của người ấy hơn một tháng trời, không muốn nhắn tin, gọi điện, mặc cho hàng trăm cuộc gọi nhỡ và tin nhắn. Trở về sau chuyến du lịch, tôi dứt khoát từ bỏ tình yêu của mình, dù đã từng cố chấp bảo vệ tình yêu ấy. Người ấy tất nhiên không đồng ý và thấy khó hiểu vì thái độ của tôi. Tại sao yêu thương vậy, sau một đêm tôi lại như người khác? Người ấy tìm mọi cách níu kéo tình yêu, nhưng mọi sự quan tâm với tôi lúc đó đều là thừa thãi. Chúng tôi đã xa nhau như thế, không ồn ào, không cãi vã, không có người thứ ba chen chân. Tình yêu không thể cố gắng khi một trong hai hết yêu. Sau này có đôi lần nghĩ lại, tôi vẫn tự hỏi, sao chỉ sau một đêm tôi lại thay đổi như vậy? Mình là người nặng tình và coi trọng tình cảm cơ mà. Từng trải hơn một chút tôi mới thấy, chẳng có gì tự nhiên, kể cả là cảm giác hết yêu. Là người ấy đã làm tôi hết yêu, quá nhiều nỗi buồn chất chứa, quá nhiều tổn thương không được xoa dịu, quá nhiều những ấn tượng xấu trong mắt tôi. Tất cả chất chứa để đến một ngày lớn hơn cả tình yêu. Giống như một cái cây bị rút hết nhựa sống, bị lãng quên, đến lúc nhớ ra bón phân, tưới nước, nhưng không thể tươi lại được nữa, vì đã héo hon từ trong gốc rễ rồi. Đừng cho rằng một người luôn tha thứ cho bạn thì sẽ vẫn tha thứ, vẫn yêu thương bạn một cách bất chấp. Chuyện gì cũng có giới hạn chịu đựng, kể cả yêu thương. Vì chúng ta chỉ là người dưng, đến với nhau vì cảm xúc. Một khi cảm xúc bị làm cho thay đổi, kết cục tất lẽ sẽ là sự chia xa. Tôn trọng, chăm sóc và phải nuôi dưỡng tình yêu thì hạnh phúc mới dài lâu được.
Bạn vừa lắng nghe là thư tâm sự được gửi đến từ bạn Mia Chan. Bạn thân mến, khi còn trẻ, ta cho rằng mình phải dành thời gian và sức lực để phấn đấu cho tương lai. Ta bỏ quên một người luôn bên cạnh yêu thương, quan tâm tới mình. Để rồi khi người ấy lặng lẽ rời xa, đến một lúc nào đó ta chợt giật mình hoang hoài, tưởng như mình đã có tất cả, nhưng sao lòng lại vụn vỡ thế này. Tiếp theo chương trình mời bạn lắng nghe truyện ngắn Nỗi nhớ mùa đông, được gửi đến từ tác giả Trúc Hạ. Sáng nay trời lạnh, cái lạnh khiến miền Nam đầy bất ngờ, như người ta đang liếm láp một chiếc kem, đột ngột bị sốc vì lỡ ăn quá nhiều. Hơi lạnh tràn lên não khiến đầu tê buốt. Đối với Lâm, chưa bao giờ cô chuẩn bị cho một mùa lạnh ở một vùng đất xa xôi này. Trong suy nghĩ của cô, miền Nam luôn có khí trời ấm áp, mát mẻ và toàn là nắng. Nắng gắt gỏng đến cháy da. Vậy thôi, và Lâm thích điều đó, còn hơn là cái lạnh nửa mùa như bây giờ. Không rét mướt ẩm ướt như ở quê cô, chẳng thể khiến không khí tê tê khi chạy xe ngoài đường, và đặc biệt, làm nước như cứng lại, hớp vào từng ngụm vào sáng sớm, vài giây sau cổ họng đã đỏ lừ, tiếng ho bật ra đầy bực bội khi đang mày miết làm việc, tiếp xúc khách hàng hoặc đang xuề xòa trong tách cà phê pha chút rum thì phải đứng lên, ra một chỗ khác che mũi và cứ thế hắt xì liên tù tì. Mùa lạnh ở miền Nam gợi một nỗi nhớ xa xôi và dễ khiến người ta chạnh lòng nghĩ về những điều xưa cũ. Nhưng đôi khi Lâm lại thấy nửa mùa như thế cũng có một thứ gì đó hay hay. Đó là tầm khoảng giờ nghỉ trưa, mọi sự trở nên yên ắng lạ lùng. Lâm đã có thể thở hắt ra, ngồi lơ đãng nhìn ra phía bên ngoài cửa kính, ngắm những khóm lay ơn đang cười đón gió, lá rụng lãng đãng ở những con đường rợp bóng cây, những công viên có trồng thật nhiều bằng lăng trở nên vô cùng thơ mộng, và gió chui từ bất kỳ kẽ hở nào vào gian phòng này mơn trớn tâm thái vô thức bồng bềnh của Lâm. Lâm hít một hơi thấy cảm thấy dễ chịu, tự nhủ phải quen dần với những mùa lạnh ở miền Nam. Lúc sáng ra khỏi nhà phải khoác áo choàng, đến trưa thì đã toát mồ hôi. Nhưng sao năm trước Lâm không hề cảm nhận được cái lạnh ở vùng đất này? Khí hậu càng ngày càng thay đổi rõ rệt, khắc nghiệt hơn đúng như sự dự báo. Hay sự có mặt của Dũng bên cạnh Lâm trong suốt thời gian qua đã khiến Lâm quên bẵng những luồng khí lạnh rất nhẹ từ Bắc tràn về. Lâm gục đầu bên bàn làm việc, mặc kệ cho nỗi cô đơn xâm chiếm khắp người, và cô nhận ra mình cũng yếu đuối quá. Cô cũng đâu có gì khác gì những người con gái đang ở độ tuổi yêu đương. Có chăng là sự nhận biết về sự ủy mị của mình hơi muộn màng, hoặc ít nhất cô đã đánh thức những thứ bị lãng quên trong con người mình quá chậm. Khi ra khỏi chỗ làm, mặt trời đã khẽ càng ẩn đâu đó trên vòm mây trắng xanh, tinh tế sưởi ấm cho những con người đang lạnh lẽo bằng một thứ ánh sáng dịu dàng. Những luồng nắng ấy dường như Lâm trông thấy rất rõ, và cô thèm được xõa tóc, ngước mặt lên đón lấy nó, cảm giác như được cột sửa mọi thứ. Lâm quyết định gửi xe và đi bộ đâu đó một đoạn. Trên một con đường hai bên có trồng hai hàng cây nối dài, cô muốn ngước lên những vòm lá, nghe tiếng chim chíu chít và ngắm chúng xỉa lông, xỉa cánh, thanh thản và bình yên. Vậy là Lâm xách xe chạy ra ngoại ô, đi tới con đường cô đã nhiều lần trông thấy nhưng chưa từng có dịp ghé qua. Lâm đã nhiều lần nói với Dũng rằng Lâm cần một màu xanh. Cuộc sống và công việc của Lâm ở thành phố phương Nam này có vẻ ngột ngạt lắm. Khi đó, Dũng đã ôm lấy Lâm và dụi đầu vào tóc cô. Anh chính là màu xanh của em đây, chưa đủ sao cô bé? Lâm cũng nhắm mắt lại và cảm nhận niềm hạnh phúc len lỏi nhẹ nhàng vào trái tim mình. Từ đó đến nay, chưa bao giờ Lâm đắm mình vào một màu xanh nào khác ngoài Dũng. Thậm chí bây giờ, cô đang sống với một từ hình dung được, hoàn toàn tự do, thì Lâm vẫn chưa thể hình thành ý định tìm cho mình một mảng trời xanh mới. Dũng đến và ở lại với Lâm như một cơn gió mùa hè, mát rượi. Lần đầu tiên gặp mặt, Lâm bị choáng ngợp bởi nụ cười tỏa nắng từ hàm răng trắng và đôi mắt nâu sâu hút của anh. Lâm khi đó chỉ là cô gái nhỏ, nói giọng Bắc duy nhất ở trung tâm chăm sóc khách hàng của một công ty này. Mỗi khi Lâm thốt ra một lời nói nào, Dũng đều cố gắng lắng nghe một cách thái quá. Cặp lông mày anh trao lại, môi dưới cong lên, cả gương mặt toát ra vẻ khôi hài. Lâm ngượng ngùng, nhưng những lần sau nữa, khi thấy Dũng bẽn lẽn gãi đầu nói,
anh thích nghe giọng của em lắm. Lâm đỏ mặt bước nhanh qua chỗ Dũng đứng, nhưng trong lòng vui một cách lạ kỳ. Rồi hết giờ làm, Dũng hay dẫn Lâm đi ăn những món ngon mà lại rất bình dị của người dân khắp các miền đang sinh sống ở Sài Gòn chế biến. Dẫn Lâm đến một góc cà phê bài trí theo một phong cách khá cổ kính, đủ yên tĩnh để ngắm nhìn mọi thứ xung quanh. Dũng nói chuyện rất hồn nhiên, không hề giáo trước đón sau, không cần quá nhiều từ ngữ khuôn sáo, vậy mà lại khiến Lâm bị cuốn vào anh mỗi lúc nhiều hơn. Mỗi ngày, Dũng đều đem đến cho Lâm một bất ngờ nho nhỏ. Đôi khi chỉ là một chậu hoa con được gọi là sen đá. Có khi chỉ là một chú dế được bỏ trong một chậu thủy tinh có nhiều giấy màu được cắt vụn. Có khi là những viên sỏi trắng. Có lúc lại là những mô hình nhà cửa, vườn tược xinh xinh từ tay Dũng làm lấy. Lâm đón nhận nó như đón nhận tình yêu của Dũng càng ngày càng lớn lên trong cô. Thế rồi chỉ sau một năm, một mình Lâm ngồi ngắm những thứ ấy, một mình mà không có Dũng kể bên nói cười. Sau một năm, tất cả từ công việc, mức lương, mối quan hệ của Lâm ở đất Sài Gòn đều được tăng lên. Chỉ duy nhất là Dũng và tình yêu của cô và anh là ở lại. Có điều cô không tài nào hiểu nổi, tại sao mình lại yêu Dũng quá nhanh. Bởi vì người ta thường nói, thứ gì đến với mình nhanh quá thì cũng thường vội vã ra đi. Lâm không bồng bột, trẻ người non dạ. Cô đang ở lứa tuổi đẹp và say mê nhất của đời người, nhưng đủ chín chắn chứ không như những cô gái đôi mươi khác. Yêu là quên cả trời đất và bất chấp ngày mai. Cứ ngỡ người yêu sẽ thấy được ưu điểm đó của Lâm, thế mà Dũng lại bỏ cô đi. Dũng nói chưa lần nào thấy Lâm hồn nhiên với tình yêu của hai đứa. Lâm lễ phép, ngoan, nói chuyện rất chừng mực và nghiêm túc với tình cảm. Anh lại nói tất cả những đủ đầy ở một cô gái như Lâm lại trở nên thiếu thốn trong một tình yêu, ít ra là đối với Dũng. Vậy là Dũng bắt đầu thôi những lần đưa đón và Lâm tự trở về nhà bằng xe của mình, đi ăn một mình, lại chúi đầu vào máy vi tính, làm nốt những công việc chưa làm ở công ty, không buồn giận, không tỏ ra ngạc nhiên hay sốt ruột cho sự thay đổi kia. Quan niệm của Lâm rất đơn giản, có thể nhiều thứ cần phải tiết chế, nhưng công việc thì không thể nào dừng lại trừ khi cô muốn tự mình đào thải. Còn Dũng, cô biết là mình yêu Dũng và sẽ có rất nhiều cơ hội để gần gũi, bù đắp cho anh. Cô chăm sóc khách hàng rất tận tâm, giọng nói miền Bắc nhỏ nhẹ, đáng yêu, với tất cả sự nhiệt thành, trở nên quen thuộc và chiếm được hầu hết cảm tình những người tiếp xúc với cô. Gương mặt trẻ trung được chăm chút kỹ lưỡng, từ màu son đến viền kẻ mắt, đến cả mùi nước hoa đắt tiền, tỏa hương thơm dễ chịu. Tất cả toát lên sự hoàn hảo, mục đích hướng tới cái nhìn trân trọng, hoàn thiện từ hai phía, khách hàng và cô. Cô và khách hàng. Có lần Dũng đùa, hôm nào đi chơi với anh, em thì không trang điểm để anh xem thế nào. Lâm hốt hoảng hét lên, ý đâu có được ạ, ngộ nhỡ có khách hàng nào đó vô tình thấy em lúc ấy. Dũng đã nói như nói vào hư không, em già dặn với chính mình so với tuổi của em quá. Dũng nói đừng đối xử với anh như một khách hàng của em. Anh muốn thấy em cáu, thấy em nổi giận, thấy em chua ngoa, đánh đá ghen tuông. Lúc đó Lâm cười lớn, vì em yêu anh, em không thể làm những việc đó với người mà mình yêu. Ngỡ Dũng sẽ vui, nhưng Dũng lại lắc đầu, buồn bã và Dũng nói, không, em không hiểu, anh cảm thấy cô đơn kinh khủng, em mà. Đó là lần đầu tiên Lâm thấy mất mát, như Dũng đã khiến cô thấy mình đã bị bỏ lại trên một chuyến xe đông nghịt người. Tuổi trẻ, tình yêu của cô, sự thánh thiện đến đớn hèn trong tình cảm, đều qua mặt cô, rồi tất cả trở thành một vệt mờ trên chuyến xe ấy. Làm sao để trải qua tất cả những trạng thái đó mà không có sự hụt hẫng hay bất kỳ sự trả giá nào? Lâm chỉ muốn bình ổn để làm việc và sống cân bằng như bao người khác. Làm sao có được những thứ đó? Làm sao khi mọi thứ đối với Lâm lại quá trơn tru, dễ dàng? Ý định đầu tiên khi đến thành phố này là vì công việc và cơ hội thử sức. Đơn giản thế thôi. Lâm luôn đầu tư, dành tâm trí cho những ý tưởng mà mình lên kế hoạch, ngoại trừ tình cảm với Lâm. Nó đến một cách tự nhiên, và Lâm đón nhận nó như nhận một món quà từ cuộc sống. Hơi ngỡ ngàng, nhưng rồi đặt nó ở một nơi thật trân trọng, nghĩ rằng nó đã thuộc quyền sở hữu của mình. Đến khi Dũng đi rồi, Lâm mới giật mình nhìn lại. Một năm yêu nhau kết thúc chỉ bằng vài phút ngắn ngủi
như một đoạn phim không lời, được đặc tả đầy ám ảnh sau buổi gặp cuối cùng ở quán cà phê quen thuộc của hai người. Lâm vẫn thấy rằng món quà của mình vẫn còn ở đâu đó, ở một góc mà Lâm đã đặt nó vào. Nhưng lúc này không thể sờ nắn được gì nữa, chỉ có thể nhìn nó dần dần lùi xa Lâm, xa mãi. Lâm ngồi lại một mình khi Dũng đã lên xe đi mất. Cô chẳng thể nghĩ ra được điều gì. Tách cà phê pha một chút zoom đưa lên miệng đắng ngắt. Thật sự Lâm vẫn không thể khóc được. Quán nhỏ nơi góc đường trầm tĩnh như một màu lá úa, héo hắt đón từng đợt gió buồn. Điệu nhạc quen trong chiếc máy hát bật ra những lời ủ ê, mà Lâm vẫn thấy tâm trạng mình phẳng lặng như mặt hồ thu. Tất cả trong cô lúc ấy hoàn toàn là sự trống rỗng, nỗi buồn lần trốn đâu mất. Lâm lặng lặng đi về. Ngoài trời, từng khóm cây nhỏ đến những thân cây xanh già cỗi đã bắt đầu chút lá. Mùa đông vẫn đến rõ ràng ở một góc nhỏ của thành phố hơn 10 triệu dân. Bỏ qua tất cả những thứ ngột ngạt, tấp nập đời thường, thì mùa đông vẫn mang một hình dung đặc trưng, lạnh lẽo, gợi buồn, và mọi thứ tĩnh lặng hẳn đi. Nó không hiu hắt như ở quê cô, nhưng lại man mác buồn, gợi lên những nỗi nhớ dai dẳng. Tâm tư Lâm bây giờ như một bản nhạc bị xáo trộn các nốt âm, nhiều cung bậc không đầu không cuối, cứ thế tuôn ra mà không có cách nào ngừng lại. Hay đúng hơn là Dũng đã mang lại tất cả cảm giác hỗn độn này cho riêng cô, cũng không rõ nữa. Tình yêu anh dành cho cô cũng giống như những chiếc lá kia, chẳng thể thoát ra được quy luật tàn nhẫn của tạo hóa, chẳng thể giữ mãi một màu xanh mướt dễ chịu và đáng yêu như lúc còn non tơ, khi mà có quá nhiều điều không còn nằm trong tầm kiểm soát của chính nó. Bây giờ Lâm đã ở một vị trí khác cao hơn, thì cô cần phải chạy, chạy và chạy nhanh hơn nữa. Cứ thế, nỗi buồn lại trốn trong lòng cô mà không hề lên tiếng. Nhiều khi Lâm thấy mình khác người, dường như nhu cầu chia sẻ và nhu cầu giải tỏa cảm xúc của cô bị một tảng đá chặn lại, bí dị không thể nào thoát ra được. Lắm lúc cô mong mỏi một lần được say khướt, rồi Lâm sẽ gọi cho Dũng, rồi vừa khóc vừa kể lể qua điện thoại. Dũng sẽ đến và cô cào cấu anh, sau đó nấc lên từng hồi để được vỗ về, được cảm nhận một vòng tay siết chặt, những cái hôn đồng nàn, nóng giết. Nhưng Lâm không thể, có một sức mạnh vô hình nào đó không cho phép cô bước qua những làn danh mỏng manh kia. Lâm vẫn chính là Lâm, chỉn chu và nguyên tắc, mải miết dồn toàn bộ sức sáng tạo của mình cho công việc. Nhiều khi trở về nhà, khi đã tách công việc ra khỏi đầu, cô thấy lạc lõng với cuộc sống đến bế tắc, không biết phải làm gì khi không có Dũng, không có người thân bên cạnh. Cô thèm một màu xanh ngăn ngắt của một khoảng trời rộng, của những tán lá có nắng xuyên qua. Mỗi buổi tan ca, Lâm xuống đường và nhiều lần chạy xe trong vô thức, nhớ một điều gì đó khó gọi tên. Cố lắng nghe lòng mình, nhưng tuyệt nhiên không thể thoát ra cảm thức mơ hồ. Nhớ Dũng ư, thì Lâm vẫn nhớ anh, nhưng dường như lòng cô đang cần một điều gì hơn thế nữa. Ngoài công việc thì Lâm còn có những gì nhỉ? Lâm cũng giống như hàng trăm, hàng ngàn những người trẻ ở thành phố này, cứ lẩn quẩn với chính mình, đang khép kín các cánh cửa với bên ngoài, mà cứ cho rằng mình đang được tiến xa. Và tệ hại hơn, cảm xúc cứ mỗi ngày thêm chai lì, cảm giác mất mát thật nhiều mà ngỡ mình đang rất đủ đầy, viên mãn. Lâm thèm thấy giọt nước mắt của chính mình rơi vội vì một nỗi đau vô thường nào đó đến với mình biết bao nhiêu. Cũng như buổi trưa hôm nay, khi đã đến một khoảng không gian thoáng đạt hơn, Lâm đang đi trên con đường đất hiếm hoi của vùng ngoại ô. Hai bên có trồng những cây so đũa dài, chen lẫn những cây còng, hoa của nó vất tím xòe nở, rụng đầy dưới cỏ, mà tâm trạng cũng chẳng thể khá hơn là mấy. Lâm thấy nhẹ nhõm, nhưng vẫn trống trải. Từ nơi này, nhìn về phía bên kia đường, đó là bến xe thành phố, nơi những cuộc chia tay và hội ngộ cùng một lúc diễn ra. Có rất đông người, nhưng dường như không ai bơ vơ như Lâm cả. Họ biết họ về đâu và điều gì chờ đợi họ sau khi kết thúc chuyến hành trình. Có thứ gì đó đã vỡ vụn ra trong Lâm. Bạn vừa lắng nghe truyện ngắn được gửi đến từ tác giả Trúc Hà. Câu chuyện như một lời nhắc nhở những người trẻ chúng ta đừng mãi vùi đầu vào công việc mà đánh mất người yêu mình thật lòng. Liệu có quá muộn không khi bây giờ mới chợt nhận ra mình phải quan tâm nhiều hơn đến người ấy? Tiếp theo chương trình, mời bạn đến với lá thư bộc bạch nỗi lòng của một chàng trai.
Anh vô tâm như thế, em có chán anh không? Được gửi đến từ bạn Jenny. Em biết không, trên đời này thứ đau lòng nhất không phải sự dài rộng của lòng người, cũng không phải sự cách trở về địa lý xa xôi, mà đó chính là sự hiểu lầm và xa cách trong tình yêu. Đêm nay anh không ngủ được, anh nghĩ mãi về chuyện của hai chúng ta. 3 năm yêu nhau không dài, không ngắn. Mình là mối tình đại học và đã gắn bó đến tận quãng thời gian này. Thứ 6 tuần nhập học đầu tiên, buổi sinh hoạt câu lạc bộ đầu tiên, ngày sau khóa chính trị là anh đã gặp em. Lúc em chọn biệt danh, anh đã lấy cái tên mà ngay lúc đó anh nghĩ ra được ở trong đầu. Mèo, loài vật anh yêu thích nhất, và đó cũng chính là cái tên mà sau này hai đứa mình gọi nhau trìu mến. Trước khi gặp em, lòng anh đã đóng băng vì rất nhiều thứ, chuyện gia đình, chuyện tình cảm. Vốn dĩ nó đã đóng băng từ rất lâu rồi. Nhưng em là người đã làm trái tim anh sống lại, đã làm cho anh có cảm xúc, thứ cảm xúc của một thằng con trai bình thường. Em kể với cả thế giới rằng em thích anh, còn anh vốn dĩ chỉ là một người sống hướng nội. Anh luôn thích ôm những bí mật mà chẳng kể với bất kỳ ai. Chúng ta nhận lời yêu, anh vẫn nhớ cảm xúc mông lung khi đó. Anh bảo em, anh không biết cảm xúc này là gì, cũng không rõ có phải vì anh cô đơn không nữa. Nhưng mình yêu nhau em nhé. Anh vẫn vơ với suy nghĩ rằng thứ tình cảm đó là thương hay thật lòng là yêu, là muốn đền đáp sự đợi chờ của em, hay bản thân anh đã không còn lớp băng lạnh giá. Anh đã nghĩ hầu như mọi lúc. Đó là khoảng thời gian đáng nhớ của anh, có lẽ là đẹp nhất. Bao nhiêu kỷ niệm trên Facebook, bao nhiêu ảnh đăng lên, những lần đi ăn ở những nơi chưa bao giờ đến. Anh cũng không thể nhớ được hai đứa mình đã đi được bao nhiêu quãng đường ở thủ đô hoa lệ và xô bồ này. Cả một album chung trên Facebook đã đến hơn 100 bức ảnh, toàn hình những món ăn hai đứa đã từng nếm thử, đã đi qua bao ngóc ngách phố phường Hà Nội để tìm những địa chỉ ăn ngon. Thật sự rất, rất, rất nhiều kỷ niệm của anh đã gắn liền với em. Anh tự hỏi, nếu không có em thì kỷ niệm 4 năm đại học của anh là gì? Chắc chỉ là cắm mặt vào chơi game, đọc sách, hay những hành động cứ lặp đi lặp lại nhàm chán theo một quỹ đạo. Chúng ta bù trừ, em nhăn nhít, anh lại trầm lặng. Em thích điều lãng mạn ngọt ngào, anh khô khan và sống thực tế. Có lẽ điều duy nhất chúng ta giống nhau là sự tôn trọng tình cảm, và đều coi yêu thương là điều hết mực thiêng liêng. Anh không thể giống mọi chàng trai khác sẽ chiều chuộng, qua cáp hay quan tâm em. Anh chỉ là một người bản tính cực kỳ vô tâm và đang bối rối không biết nên quan tâm em như thế nào. Em vẫn bảo rằng anh vô tâm nên anh đã cố gắng sửa nhận tính xấu của mình. Anh băn khoăn trong mọi cách anh làm. Chính anh cũng tự nhận thấy sự thay đổi của mình sau từng năm. Nhưng trong mắt em, anh vẫn chỉ như nhích một khoảng cách nhỏ nhoi đến em. 6 giờ sáng rồi, còn nhiều điều muốn nói mà không biết nói như nào. Còn nhiều điều lắm mà không biết viết từ đâu. Tính anh không được giàu cảm xúc như em, không có tính nghệ thuật, văn chương như em. Những cuộc trò chuyện mà em luôn ríu rít kể chuyện, còn anh chỉ biết lắng nghe. Khi em khóc, chỉ biết ôm em bảo, muốn kể anh nghe không? Khi em ốm, không thể nhắn tin rối rít thăm hỏi hay chạy ngay đến trước em để thăm nom. Anh vốn dĩ chỉ có thể làm xong việc và tranh thủ lúc rảnh rỗi mua thuốc mang đến. Lúc em cần anh nhất, anh đã không thể ở nơi đó. Lúc anh và em cách xa nhau, khi em nói buồn, anh chỉ biết gõ những dòng lách cách và nhìn chữ đã xem im lìm. Em nói thời gian này không muốn gặp anh nữa, muốn tập trung cho những tự do và đam mê của em. Em từ đầu tới cuối luôn chủ động trước, từ chuyện mình yêu đương đến những câu chuyện vặt, gợi ý đi chơi. Còn anh mãi bị động. Có lẽ như thế là không đúng với một người đàn ông cho lắm. Nhưng vốn dĩ muốn chiều theo ý em thôi. Và vì anh muốn em được toàn quyền làm những điều em thích thú. Trời sáng rồi, anh không thể ngủ nổi. Anh vô tâm. Anh không được như những người đàn ông mà em kể. Nhưng bây giờ, thật sự anh rất muốn nhắn. Em muốn ăn gì nào?
anh sẽ lại mang bánh sữa đến nhà, đưa em đi ăn sáng, rồi lại nghe tất tật chuyện trò nơi em. Em có chán không? Nếu yêu thích Blog Radio, các bạn hãy nhấn like, share cũng như để lại bình luận cảm nhận của mình nhé. Mời bạn gửi những tâm sự sáng tác của mình đến với chương trình bằng cách truy cập vào website blogradio.vn, đăng nhập và gửi bài, hoặc gửi đến địa chỉ email blogradio@vnaplus.vn. Các chương trình được cập nhật hàng tuần trên chuyên trang cũng như kênh YouTube Blog Radio. Đừng quên nhấn đăng ký và nhận thông báo để không bỏ lỡ những chương trình mới nhất nhé. Blog Radio, phát thanh xúc cảm của bạn. Thank you.